Ok, chào các bạn. Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn thêm một buổi ngữ pháp cơ bản nữa trong tuần. Buổi tối nay của chúng ta đáng lẽ theo đúng lịch là tối nay chúng ta sẽ học phần ngữ phần từ vựng phần từ cùng chữ nghĩa, đúng không ạ? Nhưng mà do bài hôm qua của chúng ta khó quá, nên cô có bài hôm qua của chúng ta khó nên cô cảm giác có các bạn ấy cảm giác là các bạn ấy học không được gọi là hứng thú lắm nên hôm nay cô cho anh đổi bài. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Hôm nay cô sẽ tăng cường tiếp một buổi ngữ pháp vào trong tuần nhé. Thì tuần sau để các bạn trước những cái buổi học bài khó, cô cho anh sẽ nhắc các bạn nội dung bài trước, các bạn chuẩn bị bài trước giúp cô với những bài khó nhớ nhé. Tuần sau với bài nào khó, cô cho anh sẽ nhắc các bạn nội dung bài trước, các bạn chuẩn bị bài trước giúp cô. Thưa thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Hôm nay cô Trang Anh vào muộn của các bạn ạ. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học ạ. Ok, cô chào các bạn. Ok, nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học các bạn nhé. Nhờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần sau. Nhờ chúng ta sẽ tiếp tục từ câu số 26 trở đi. Buổi trước cô cho anh hỗ trợ các bạn với phần sự phối thì được 25 câu rồi. Ủa ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục từ câu số 26 trở đi. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ, nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học này. Ok, sẵn sàng chưa? Bạn nhớ cho cô như sau là hôm nay chắc cô cho anh có thông báo cho cô cho anh có thông báo lịch của tuần sau. Lịch tuần sau của chúng ta sẽ có một số những thay đổi nhất định. Đó là tuần sau chúng ta sẽ có các sáng thứ hai, sáng thứ tư, sáng thứ sáu, lúc 5:30 chúng ta sẽ học từ vựng. Nhớ này. Chợ chúng ta sẽ có 12 giờ trưa. Chợ chúng ta sẽ có 12 giờ của ngày thứ ba và ngày thứ năm, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 12 giờ trưa của ngày thứ ba và ngày thứ năm. Chúng ta sẽ học đọc hiểu. Đây là hai lịch mới tinh này, đúng không ạ? Và các lịch buổi tối của chúng ta giữ nguyên không thay đổi nhá. Và các lịch buổi tối, tức là từ tuần sau chúng ta sẽ có hai buổi học livestream với cô Trang Anh một ngày nhá. Chúng ta sẽ cùng cố gắng các bạn. Đầu tuần sau cô Trang Anh sẽ gửi cho các bạn file 1.000 câu. Chợ đầu tuần sau cô Trang Anh sẽ gửi cho các bạn file 1.000 câu trắc nghiệm tổng hợp. Và mỗi một ngày cô sẽ quay video chữa cho các bạn 30 câu. Cô sẽ chữa như vậy, từ như vậy đến khoảng là tầm khoảng 3 tháng. Đúng không ạ? 3 tháng là cô sẽ chữa xong 1.000 câu đấy. Nhưng mà các bạn nhớ cho cô như sau, đó là cô sẽ chia sẻ cho các bạn cả cái file 1.000 câu đấy và cả đáp án, cả cái danh sách những cái video mà cô sẽ tải lên để các bạn tiện theo dõi nhá. Chúng ta cùng cố gắng, đúng không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu học. Nghe cô Tranh bảo này, bình thường tối thứ sáu chúng ta sẽ học từ cùng chữ nghĩa, nhưng mà do cái bài cấu trúc hôm qua của cô để lại cái ấn tượng là bài khó, nên là hôm nay cô đổi cái chương trình một chút, là cô cho các bạn học dễ cho các bạn đỡ lạc đã, được không ạ? Rồi, sẵn sàng chưa để chúng ta bắt đầu vào học à? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng chưa? À, các bạn nhớ cho cô một lịch nữa, đó là 21 giờ. Chưa, em nhớ cho cô lịch là 21:30 tối mai thứ bảy, lịch này rất quan trọng này. Chưa, chúng ta sẽ thi thử lần hai. Nhớ nhá, tối ngày mai chúng ta sẽ có thi thử. Những bạn nào muốn vào nhóm tổng ô 5 của cô bắt buộc phải tham gia thi thử ngày mai và bắt buộc phải có điểm thi thử trên 6 thì mới đăng ký được. Nhóm tổng ô 5 đấy sẽ là nhóm học đến lúc vào giải đề đấy ạ. Thì chưa, nhóm đấy sẽ là nhóm gọi là chuẩn bị mọi kiến thức cho các bạn bước vào cái nhóm giải đề 8 cộng và 9 cộng sau này của cô. Nhóm giải đề 8 cộng 9 cộng thì tháng 1 2021 chúng ta mới thì cô mới mở, và lúc đó chúng ta sẽ học liên tục từ tháng 1 đến lúc chúng ta thi. Sẵn sàng chưa? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Ok, nếu như các bạn sẵn sàng rồi, cô bắt đầu chữa này. Hôm nay mục tiêu của chúng ta sẽ là chữa từ câu số 26 đến câu số 50. Cô bắt đầu nhé. Chợ, nhớ là cô có một số cái thao thông báo này thì nhớ để ý cho cô. Đặc biệt là lịch thi thử tối mai, đúng không ạ? Thi để nhận quà của cô. Ngày mai cô sẽ có chuẩn bị cho bạn là từ 10 đến 12 phần quà cho những bạn được điểm cao nhất trong thi thử.
Sẵn sàng chưa? Ok. Được chưa, được chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, rồi cô chào bạn Nguyễn Thu Thủy. Chào các bạn, sẵn sàng chưa? Nhớ bây giờ là 9:39, cô xin đúng 1 phút nữa, đúng 9:40 nữa học này. Cô nhắc này, thứ hai, thứ tư, thứ sáu tuần sau, bắt đầu từ từ tuần sau này. Sáng thứ hai, sáng thứ tư, sáng sáu lúc 5:30 chúng ta học từ vựng. 12 giờ trưa của ngày thứ ba và ngày thứ năm chúng ta sẽ học đọc hiểu. Có một buổi học đọc hiểu cơ bản và một buổi học đọc hiểu nâng cao. Buổi tối các ngày chúng ta duy trì lịch như tuần này. Đó ạ. 21:30 tối ngày mai thứ bảy tổ chức thi thử đánh giá năng lực cho 2K3, 2K4, 2K5. Chưa? Bài thi thử này ai cũng có thể tham gia được. Nhớ nhá, ai có thể tham gia được. Nhớ. Nếu những bạn nào mà muốn đăng ký nhóm tổ O5 của cô, nhóm tổ O5 chính là cái nhóm VIP và là cái nhóm giống như kiểu tiền giải đề của các năm trước ấy. Là nhóm chuẩn bị toàn bộ những cái kiến thức cần thiết để các bạn đạt tới mục tiêu 8 cộng 9 cộng. Là nhóm chuẩn bị toàn bộ mọi kiến thức để cho các bạn bước vào cái nhóm giải đề 8 cộng và 9 cộng sau này. Ở chợ. Nên là cái nhóm đấy cô tuyển chọn những bạn mà phải có kiến thức rồi. Nên là cô yêu cầu là điểm thi thử của cô phải từ 6 trở lên mới tham gia được. Nên bạn nhớ cho cô là nếu bạn nào có ý định tham gia nhóm đấy thì nhớ tham gia thi thử tối mai. Được không ạ? Rồi, đúng 9:40 chúng ta bắt đầu học. Với câu số 26 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? Nói chung là nếu như mà học ngữ pháp thì nó nó quá là đơn giản so với chúng ta rồi, đúng không ạ? Chủ yếu là các bạn đến giờ phút này thì chắc là giai đoạn đầu này thì các bạn chủ yếu là các bạn yếu ở phần từ vựng thôi. Chứ còn ngữ pháp thì chắc là cũng ổn hơn rồi nhá. Sau này cô cho anh sẽ bổ sung thêm cả phần ngữ pháp cơ bản nữa. Có thể là cô sẽ share những cái phần video mà cô dạy cơ bản cho bạn. Chúng ta sẽ có như sau. Với cái câu số 26 như này. Chờ cô sẽ dịch như sau này, cô sẽ có từ breathe. Chờ đi với giới từ out nghĩa là thở ra. Nhá. Thì cô sẽ có như sau, cô sẽ có từ chest nghĩa là ngực. Chờ cái nghĩa là khoang ngực đúng không ạ? Dịch cả câu này như sau là khi mà chúng ta ra thì làm sao đấy? Lồng ngực của chúng ta sẽ nhỏ đi. Vậy thì với câu này là khi chúng ta thở ra thì lồng ngực của chúng ta nhỏ đi. Vậy thì với câu này cô nó sẽ là diễn tả cái điều hiển nhiên thôi. Vậy nếu diễn tả hiển nhiên thì cô sẽ chia câu này hiện tại đơn hết. Chờ nếu chia hiện tại đơn hết thì cô sẽ chọn được câu số 26 của chúng ta là ý B. Không có vấn đề gì rồi đúng không ạ? Rồi, sau câu số 26 chuyển câu sang câu số 27. Chọn với câu số 27, chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Chọn với câu số 27, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhóm tổng ơn cũng có bảng từ như nhóm đọc hiểu, có tất cả những nội dung như nhóm đọc hiểu. Chọn nhóm tổng ôn có những cái khác so với nhóm đọc hiểu là tổng ôn có lượng bài tập nhiều hơn. Đó nhá. Học kiến thức khó hơn nhá. Rồi với câu số 27 cô sẽ có như sau. Nhá, với câu số 27 nhá, cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhá, bình thường nhá, cô sẽ có như sau này. Căn cứ cho cô bằng động từ set là quá khứ. Ok. Nếu căn cứ bằng động đấy là động từ là quá khứ thì em nhớ cho cô là chắc chắn là động từ phía sau của cô không thể chia tương lai được, đúng không ạ? Nó phải lùi thì nên cô bỏ ý B cho đỡ vướng đã nhớ. Cô bỏ ý B, bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A, ý C và ý D. Em nhớ chưa cô là đằng trước là quá khứ, đằng sau nó phải lùi thì, tức là nó sẽ không thể có hiện tại hoàn thành hay hiện tại đơn được. Bỏ tiếp đi cho cô. Vậy bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A và ý D mà thôi. Bây giờ xem cho cô sự phối thì với câu số 27 các bạn sẽ chọn câu này là ý A hay là ý D ạ? Vậy thì với câu số 27 cô đã chọn được câu này của chúng ta là ý A, ý D ạ. Cô sẽ có như sau, cô sẽ có từ local capital girls. Nghĩa là người bán hàng tạp hóa địa phương nói rằng chợ ông ấy đã gửi hàng ngay khi ông ấy nhận được đơn đặt hàng của tôi. Thì cô sẽ thấy được là ông ấy nhận được đơn đặt hàng của tôi là ông ấy gửi đi ngay. Hành động xảy ra nối tiếp nhau. Chợ với hành động xảy ra nối tiếp nhau thì bạn sẽ xem cho cô này. Với cái công thức của Arsenal này. Ok, theo cô nhé. Chợ với cái công thức của Arsenal này, đợi cô một xíu để cô mở cái phần công thức về sự phối thì đến cho các bạn. Chợ với cái công thức về sự phối thì cô sẽ có như sau. Đây rồi. Chợ với công thức của cô này, với cái anh Arsenal của chúng ta nếu xảy ra trong quá khứ nó sẽ là sau cái anh Arsenal này cộng với chủ ngữ cộng vấp quá khứ đơn. Chợ mệnh đề sau của chúng ta sẽ là vấp chia quá khứ đơn, tức là hai vế của nó đều chia quá khứ đơn hết. Đúng không? Thể hiện hành động xảy ra nối tiếp nhau nhá. Hai vế đều chia quá khứ đơn, nhưng mà ở vế đằng trước cô lại còn kết hợp của câu tường thuật nữa. Vậy thì câu tường thuật đằng sau phải lùi thì. Nhờ chỗ này cô là quá khứ đơn này.
Trợ vế đằng sau của cô cũng là quá khứ đơn, được không ạ? Nhưng mà chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì phải lùi thì. Phải lùi thì chỗ cách chỗ quá khứ đơn này phải đổi cho cô thành quá khứ hoàn thành. Do đó cô sẽ chọn được câu số 27 của chúng ta là ý A. Xong chưa, xong chưa? Vậy thì em nhớ cho cô như sau là trong cái câu trực tiếp sang câu gián tiếp này, với cái kết hợp thì đúng không ạ, mà có cái mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian này, thì cái thì đằng sau mệnh đề trạng ngữ thời gian nếu đã ở quá khứ rồi thì không có sự thay đổi về thì nữa. Nghe cô Tranh nói nhé. Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp mà có mệnh đề trạng ngữ thời gian, nếu như mệnh đề trạng ngữ thời gian mà đã ở quá khứ rồi thì không có sự thay đổi về thì nữa, chúng ta chỉ lùi một vế thôi. Lên câu 27, cô chọn được câu này là ý A. Ok chưa? Rồi, tiếp này, sau câu số 27, chuyển cô sang câu số 28. Trợ với câu số 28, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, sau câu số 27, chuyển cô sang câu số 28. Trợ với câu số 28, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nói chung là cái phần về sự phối thì nó dễ thì rất là dễ, nhưng mà cũng khó thì rất là khó. Bởi vì sao? Vì cái phần sự phối thì nó liên quan đến việc là em có nắm chắc được các thì hay không, là em đã phải hiểu được, em phải hiểu được cách dùng của các thì rồi thì em mới phối thì được, đúng không ạ? Nói chung là phần này của chúng ta gọi là ngữ pháp cơ bản, là cơ bản so với cái giai đoạn ôn thi của chúng ta thôi, chứ còn sẽ rất nhiều bạn sẽ cảm thấy là mình vẫn lúng túng ở phần này đấy ạ. Lát nữa sau livestream xong, cô cho anh có thể chia sẻ một danh sách những cái video mà cô cho anh có quay hướng dẫn từng thì một. Nếu bạn nào đuối phần thì các bạn phải học cho cô từ những cái video cơ bản đấy trước. Đó ạ. Rồi, cô sẽ có như sau này. Với câu số 28, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ for. Hình như cái này lúc trước, buổi trước cô có giải thích với em rồi đúng không? For là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Nhá. Hiện tại hoàn thành nhưng mà vế đằng sau của cô lại căn cứ cho cô cái trạng thời gian sau này. Until he death. Like yes. Ok. Vậy cô sẽ có như sau. Ông ấy đã làm thị trưởng của thị trấn này, đúng không? Ông ấy là làm chủ tịch của thị trấn này trong suốt 7 năm cho tới khi ông ấy mất vào năm ngoái. Vậy là cô sẽ thấy được là 7 năm nếu tính tới bây giờ mới là hiện tại hoàn thành. Thế còn 7 năm mà tính tới năm ngoái, tức là tính từ một mốc trong quá khứ đổ về trước, thì thay vì dùng hiện tại hoàn thành, chúng ta phải dùng thì quá khứ hoàn thành. Hoặc em có thể nhớ cho cô được như sau này. Căn cứ bằng for là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, nhưng vế đằng sau của cô có quá khứ kết hợp thì lùi xuống cho cô một thì, vậy nó sẽ thành quá khứ hoàn thành. Do đó câu số 28 của chúng ta phải là ý C, được không ạ? Rồi, sau câu số 28 chuyển cô sang câu số 29. Với câu số 29, bạn nào chọn cho cô được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, sau câu số 28 chuyển cô sang câu số 29 đi ạ. Thì với câu số 29, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Bạn có thấy cô cho anh giảm nhanh quá không ạ? Ok. Vậy thân mến, bạn có thấy cô cho anh giảm nhanh quá không ạ? Nếu mà giảm nhanh quá thì cô sẽ giảm chậm lại. Trở với cái phần ngữ pháp này chúng ta phải cần hiểu chắc nhờ. Với cái câu số 29 nhớ nhá. Học từ vựng thì mình còn phải 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 dịch nghĩa, rồi mình còn phải căn cứ nhiều thứ. Mà học ngữ pháp chúng ta sẽ làm chủ yếu bằng mẹo. Nếu làm chủ yếu bằng mẹo thì em sẽ căn cứ cho cô bằng động từ ask. Chia ED quá khứ, đúng không ạ? Em nhớ cho cô là nếu như động từ phía trước mà quá khứ thì đằng sau nó không thể chi hiện tại được, chắc là nó phải lùi thì. Vậy thì cô sẽ bỏ ý A này, không thể hiện tại tiếp diễn được, ít nhất nó phải lùi về quá khứ tiếp diễn. Không thể chọn ý C với thì tương lai tiếp diễn được, không chọn ý D với thì tương lai đơn được. Vậy thì với câu 29 cô chọn được ý B. Câu này không có vấn đề gì phải bàn cãi rồi. Loại hết phát là ra hết đáp án rồi luôn, đúng không ạ? Câu số 29 của chúng ta căn cứ bằng the following month. Chợ the following month của chúng ta. Đây sẽ chính là trạng từ trong cái câu gián tiếp. Gốc từ của nó chính là từ next month, tháng tới, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được anh này của cô là tương lai này. Người ta dùng thì hiện tại tiếp diễn ngoài để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại ra. Thì người ta còn dùng hiện tại tiếp diễn để diễn tả những cái kế hoạch trong tương lai nữa. Thì từ hiện tại tiếp diễn chuyển sang gián tiếp lùi một thì thành quá khứ tiếp diễn. Được không ạ? Rồi tiếp này với câu số 30. Câu số 30 từ as này có thể dịch là vì. Từ as đấy có thể dịch là khi, vậy tùy vào ngữ cảnh. Chợ trong này có một cái cấu trúc như sau, đó là cấu trúc be tied up. Chợ chữ y của cô nhá, chữ r nhá, chịu khó, chữ của cô rất xấu, xấu đặc trưng rồi. Nhờ, chúng ta có cấu trúc đây là chữ y này xong đến chữ r của cô. Rồi, be tied up mệt mỏi với việc làm gì? Be tied up something hoặc doing something. Mệt mỏi với việc làm gì? Vậy là khi mà chúng ta mệt mỏi với cái việc chờ đợi nhỉ? Khi mà chúng ta đã quá mệt mỏi với cái việc chờ đợi rồi
Chỉ chúng ta quyết định đi mà không có go without, đi mà không có họ. Thì với câu số 30 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chợ câu số 30, anh Phùng Vĩnh Hưng hôm nay không đi tắc kè ạ. Ok, anh Phùng Vĩnh Hưng là một học sinh nhóm 8 cộng đã thi xong rồi. Đấy, mà vẫn học livestream rất chăm chỉ. Tất cả các buổi tối của cô đều thấy qua anh ấy. Mà cô là người livestream rất là chăm chỉ, đúng không? Tối nào các bạn cũng gặp cô. Nhưng mà tối nào cô cũng gặp anh Phùng Vĩnh Hưng, mặc dù anh ấy thi xong rồi, anh ấy vừa thi xong xong. Anh này là anh ấy gọi là đầu tư cho tương lai, sau này trở thành đại gia mới kiếm người yêu đây, đúng không? Rồi, câu sẽ có như sau này với câu số 30. Thứ nhất là cái động từ decide của chúng ta không chỉ ở dạng verb anh được. Không thể là đang quyết định, đúng không? Đây là ý ai của cô sai chắc rồi đã. Sau chợ tiếp này, với cái nguyên tắc về sự phối thì đằng trước nó không thể hiện tại đằng sau chia quá khứ nhỉ được, đúng không? Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi thì chúng tôi đi, hành động xảy ra nối tiếp nhau thì không thể chia là một với hiện tại, một với quá khứ được, bỏ C. Được chưa? Tiếp này, tương tự như vậy thì không thể chia quá khứ với hiện tại được, bỏ D. Vậy thì chỉ còn bỏ bỏ B, vậy thì chỉ còn mỗi D mà thôi. Nhá. Ý D, người ta chia cả hai vế ở quá khứ đơn hết để diễn tả hành động xảy ra nối tiếp nhau. Nhưng mà thấy mệt mỏi rồi chúng tôi đi. Được không ạ? Sao sao chưa? Sao chưa? Rồi nhá, sau câu số 30 chuyển qua sang câu 31, câu này dễ yêu này. Câu số 31 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ if điều kiện, đúng không ạ? Mệnh lệnh của chúng ta anh này chia tại đơn chia điều kiện này 1. Điều kiện này 1 thì cô sẽ có là cái con mèo đó sẽ cào bạn nếu như bạn kéo tai nó. Nào. Câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Ok. Với câu này bạn sẽ chọn được đó là ý gì đấy ạ? Được chưa, được chưa? Nào, với câu số 21 của chúng ta bạn sẽ chọn đáp án của cô là ý gì ạ? Ok. Anh Phùng Vĩnh Hưng anh ấy đang ở anh ấy đang ở cái vùng mà không được đi ra khỏi nhà. Ok, nên là không ai cho đi tắc kè cả. Rồi. Với câu số 21, với câu số 31, cô sẽ có câu điều kiện này 1 thôi, đúng không? Điều kiện này 1 thì cô sẽ chọn ý C, con này không vấn đề gì cả. Đó. Cái con mèo đó sẽ cào bạn nếu như bạn kéo tai nó. Câu này có bạn bạn bảo là sao mình không chọn ý A? Nhớ chứ cô là ý A người ta dùng điều kiện loại không nhá. Tức là mệnh đề if chia tại đơn và mệnh đề chính của nó cũng chia tại hiện tại đơn. Thì người ta chỉ dùng điều kiện loại không cho những cái gì nó thuộc về chân lý, tức là nó chắc chắn, nó gọi là theo cái kiểu mà luôn luôn đúng cơ. Nhưng cái việc mà con mèo cào bạn khi mà bạn kéo tai nó cũng chả phải là chân lý nên mình không chọn ý A được. Đúng không? Nên chọn ý C. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp này cô sẽ có sau 31 chuyển cô sẽ câu 32. Ok. Nào với câu số 32, bạn nào sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chờ, bài mình hôm nay của mình nhẹ nhàng, sướng mà. Đúng không ạ? Cho các bạn sướng trước để ngày mai chúng ta làm bài thi cho tốt. Nhớ. Chờ, nào. Ngày bài thi ngày mai cô sẽ cho các bạn là cô sẽ cho các bạn khoảng 70% cơ bản và chỉ có 30% nâng cao thôi. Đúng không? Cố gắng. Rồi, cô sẽ có như sau này. Với cái câu này chúng ta sẽ có như sau. I see you. Chúng ta có cấu trúc see somebody do something. Nhìn thấy ai đó làm gì? Đấy. Ngoài ra chúng ta có cấu trúc là see somebody doing something. Nhìn thấy ai đó đang làm gì? Cô sẽ có như sau. Tôi thấy bạn có một có bạn bảo là không biết là cái câu này có sai ngữ pháp không thì bạn nhớ chứ, câu như sau, cô có từ so ngoài nó là quá khứ của see ra, đúng không? Thì từ so của chúng ta là có thể là danh từ và nó nghĩa là cái cưa ở nhá, cái cưa này nó dịch là tôi thấy bạn có một cái cưa ở trong tay, nó dịch là tôi thấy rằng bạn cầm một cái cưa ở trong tay, đúng không? Bạn định đi cắt, bạn định đi chặt những cái cành củi khô kìa. Vậy thì cô sẽ thấy như sau. Với câu này, để chợ chúng ta sẽ không chia thì hiện tại đơn được vì hành động đấy chưa xảy ra, vậy nó thuộc về tương lai. Đấy. Nó thuộc về tương lai thì cô sẽ có như sau này, ý A của cô chính là thì tương lai đơn. Chợ chúng ta có cụm từ cut off. Với cụm từ cut off ngoài nghĩa là cắt hoặc là cúp, ngừng cung cấp cái gì ra, nó còn nghĩa là cắt đứt, cắt lìa. Đó. Như vậy thì trong cái chữ ngữ cảnh câu này cô dịch là mang nghĩa là chặt cây, chặt cành củi. Đúng rồi. Thì cô sẽ có như sau, ý A của cô là tương lai đơn này. Chợ ý B của cô là tương lai gần. Và ý D của cô là tương lai tiếp diễn. Ok, tương lai tiếp diễn. Vậy thì với câu số 3 bạn sẽ chọn đáp án là ý gì? Và em phải hiểu được tại sao mình chọn được như thế. Được chưa? Tại phải hiểu được tại sao mình chọn như thế, xong chưa? Thì cô sẽ có như sau này, cái câu mà người ta cho em nhá. Em phải nhớ là em phải đọc hết cả câu bởi vì người ta cho em đủ dữ liệu. Và người ta cho em có cái cớ của họ chứ không phải họ cho vào đấy cho nó câu nó dài.
Em sẽ đấy. Cái thông tin phía trước là rất là quan trọng. Tôi nhìn thấy bạn cầm một cái cưa. Bạn đi đi cưa những cành cây đấy à? Dạ, cô sẽ có từ branch cho bài nghĩa là cành cây. Ngoài ra thì từ branch của chúng ta còn nghĩa là nhánh, chi nhánh của công ty nữa, đúng không ạ? Hoặc là một cái nhánh trong một cái môn khoa học, ví dụ như là hình học là một khía cạnh hoặc là một nhánh của toán học, kiểu kiểu như vậy. Thì với cái câu này nhá, cô sẽ có như sau này. Người ta dùng tương lai đơn với tương lai gần khác gì nhau, phân biệt cho cô IT này. Chợ người ta dùng tương lai đơn, khi nào người ta dùng tương lai đơn và khi nào người ta dùng tương lai gần. Về cơ bản thì kể cả tương lai đơn hay tương lai gần đều diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Đúng ạ? Nhưng mà người ta dùng thì tương lai đơn cho những cái mà mình không hề có kế hoạch từ trước. Cái ý định đó được đưa ra ngay tại thời điểm đó. Dạ, ví dụ như sao? Ví dụ cô vợ cô ấy bảo là anh ơi hôm nay em mệt quá. Thế là anh chồng bảo rằng em để đấy anh nấu ăn cho. Vậy thì cái ý định mà anh chồng nấu ăn cho vợ không hề có dự định trước, đúng không? Chúng ta dùng thì tương lai đơn. Thế còn tương lai gần dùng để diễn tả những cái mà có dự định từ trước hoặc những cái mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu như chúng ta nhìn thấy có dấu hiệu ở hiện tại. Vậy thì cô sẽ thấy được cái việc mà thấy bạn cầm một cái cưa ở trong tay chính là dấu hiệu. Vì vậy mà cái việc mà bạn đi đi cưa cái cành củi kia là có dự định trước. Do đó cô 32 cô chọn được câu này là ý B. Xong chưa? 32 ý B nhất trí chưa? Cô giảng như vậy ok không ạ? Được chưa? Xong chưa? Rồi, sau câu số 32 chuyển cho cô sang câu số 33. Chọn câu số 33 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là gì ạ? So với bài hôm trước thì bài hôm nay của mình dễ hơn. Đó. Nhưng mà năm nay cô cho anh sẽ rút kinh nghiệm so với năm ngoái là cô sẽ không chạy số lượng nữa. Tức là ví dụ cô có thể dạy các bạn liên tục một tháng chỉ có sự phối thì với thì thôi. Nhớ. Nhưng mà đảm bảo rằng là sau này cô cho anh sẽ không phải dạy lại bạn phần này nữa mà tất cả các bạn cứ gặp cái câu về sự phối thì là các bạn sẽ làm được. Đó ạ. Vì chúng ta chỉ có 25 chuyên đề thôi mà. 25 chuyên đề chúng ta học cả năm. Đúng không ạ? Học cả năm thì chúng ta học cả một năm trời là chúng ta mới nắm được 25 chuyên đề ổn để thi được. Đúng không ạ? Rồi cô sẽ có như sau này. Với câu số 33 dịch là tôi đã cho than vào trong lò. Thì cô sẽ có cái cấu trúc như sau. Tức là cấu trúc put something into something, cho cái gì vào, đặt cái gì vào cái gì. Là tôi đã cho than vào trong nó. Đó là tại sao mà tay của tôi tất cả đều dirty, bẩn như này. Vì cô sẽ có như sau. Đây sẽ là cách dùng của một cái thì gì đó mà diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ để lại dấu hiệu ở hiện tại. Dấu hiệu mà tôi nhìn thấy là tay của tôi bẩn. Tại sao tay của tôi bẩn? Là vì tôi cho than vào trong nó. Vậy thì cô sẽ có như sau này. Cái that phẩy s này của cô chính là viết tắt của that is. Đằng sau động từ cô là là hiện tại nữa, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy được là cái việc cho than vào trong nó là hành động xảy ra trước và kết quả của nó để lại ở hiện tại. Vậy thì không có lý gì cô dùng quá khứ hoàn thành được cả. Nên cô bỏ A, bỏ C. Cô chỉ còn B và D thôi. B là người ta dùng quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Nhưng mà cô này không phải là hành động đang xảy ra tại một điểm xác định trong quá khứ, đúng không ạ? Cái việc mà cho than vào trong cái bếp cái kìa, đúng không? Là hành động xảy ra nhưng không rõ thời gian đâu. Chỉ biết là nó đã xảy ra trong quá khứ và kết quả của nó là bây giờ tay của tôi bẩn. Nên cô sẽ không dùng quá khứ tiếp diễn được. Cô chọn được câu số 33 là ý D. Hiểu không ạ? Riêng cái phần 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 về thì này cô cho anh giảng rất là kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì cô muốn các bạn hiểu sâu sắc về nó. Chờ khi mà em hiểu sâu sắc về nó thì sau này em sẽ làm được tất cả các câu. Đã. Rồi, nào với câu số 34 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhớ sau câu số 33 rồi, chuyển cho cô sang câu số 34. Rồi chọn. Với câu số 34 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Cô sẽ có từ committee. Nhớ cho cô là anh này có đuôi e này. Trong tiếng Anh những từ có đuôi e là nhận trọng âm nhưng riêng anh này anh mang đuôi e nhưng anh không nhận trọng âm. Trọng âm dập tiết thứ hai đây là trường đặc biệt của trọng âm này, nhớ cho cô nhé. Cô sẽ có từ committee nghĩa là ủy ban. Ủy ban sẽ gửi báo cáo ngay khi nói sao này thu thập được tất cả những cái information thông tin available cần thiết có sẵn. Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau, hành động xảy ra nối tiếp nhau đúng không ạ? Với hành động xảy ra tiếp nhau, nếu như mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mà chia quá khứ đơn là collected, thì đằng trước của nó sẽ không thể chia tại đơn được, ý B bỏ. Yeah. Vậy B bỏ tương tự như vậy, ý D của cô cũng bỏ. Vậy cô bỏ B, bỏ D, bây giờ cô sẽ chỉ còn A và C mà thôi. Nếu như các bạn đã từng xem cô hỗ trợ các anh chị 2K2 thì bạn sẽ có nhớ đến câu cô bảo như sau này. Với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian,
Không chia thì tương lai. Hình như gần đây cô cũng nói với các bạn rồi ạ. Cô viết tắt này: mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chưa, nó chỉ có hai hướng chia thôi ạ. Hoặc là chia ở hiện tại cho hành động chưa xảy ra, hoặc là chia ở quá khứ cho hành động xảy ra xong rồi, chứ không bao giờ chia thì tương lai. Vậy thì cô sẽ thấy được là nếu theo căn cứ như vậy thì ý C của cô bỏ. Do đó cô chọn được ba tư là ý A bằng phương pháp loại trừ. Nhất trí đúng không ạ? Rồi, xong câu số 34, chuyển cô sang câu số 35. Trở với câu số 35, cô sẽ có như sau. 35 của cô có anh after. Trở với anh after thì nó có quy tắc rõ ràng rồi. Nhờ bạn xem cho cô này. Với các anh quy tắc của after, cô sẽ chiếu cho bạn quy tắc này nhé. Quy tắc này có trong cái quy tắc về sự phối thì. Nhờ, cô sẽ có như sau này. After nếu trong quá khứ nó sẽ là sau after chia quá khứ hoàn thành, mệnh đề còn lại chia quá khứ đơn. Được chưa? Đấy, còn trong tương lai sau after chia hiện tại thành, mệnh đề còn lại chia tại đơn. Vậy có hai vế như này. Cô sẽ có như sau. Với cái câu số 35 của cô ấy, cô sẽ có là after của cô là sau khi, vậy nó cũng là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đấy. Vậy với mệnh đề trạng ngữ thời gian thì không bao giờ có thì tương lai được cả. Bỏ D. Nếu bỏ D đồng nghĩa việc cô đã loại trừ mất phương án tương lai của nó rồi. Thì cô sẽ chỉ có áp dụng với trường hợp quy tắc này thôi. Đó là sau after chia quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Chợ mệnh đề của after có một mệnh đề của after chia quá khứ đơn nhá. Giờ cô sẽ có như sau đây rồi. Quy tắc này, sorry. Mệnh đề sau after, quy tắc của nó là mệnh đề sau after chia quá khứ hoàn thành, mệnh đề còn lại chia quá khứ đơn. Cô sẽ có như sau. Mệnh đề sau after chia quá khứ hoàn thành nhá. Mệnh đề còn lại của cô chia quá khứ đơn. Vậy thì cô sẽ khoanh được câu số 35 của chúng ta là ý C. Câu này không vấn đề rồi đúng không ạ? The patient. Nhớ với cô là trong cái trường hợp này cái từ patient có thể đóng vai trò là tính từ, có thể đóng vai trò là danh từ. Nếu như từ patient mà đóng vai trò là tính từ, nó có nghĩa là kiên nhẫn. Thế còn nếu danh từ nó là bệnh nhân, nhớ nhá. Thế gì cả? Bệnh nhân chết sau khi anh ấy đã bị ốm trong một thời gian dài. Nên 35 cô chọn được ý C. Nhất trí chưa? Ok. Nhớ xong câu số 35, chuyển qua sang câu 36. Tí nữa cô chữa lên câu số 50 ạ. Sau các bạn trả lời giúp cô xem là bạn đã cảm thấy cái chuyên đề về sự phối thì này ổn chưa? Nếu ổn rồi tuần sau cô sẽ chuyển sang chuyên đề khác. Thế còn nếu chưa ổn tuần sau mình học tiếp, nhớ báo cho cô nhé. Chợ suy nghĩ cho cô từ giờ đến cuối giờ em xem cái phần sự phối thì này em ổn chưa? Nếu ổn tuần sau cô sẽ chọn chuyên đề ngữ pháp khác và cô sẽ nhắc cho các bạn nội dung học trước. Nhớ, cô sẽ có như sau này. Sau câu 35 chuyển cô sang câu số 36. Với câu số 36 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ by the time nhá. Căn cứ cho cô bằng by the time vào lúc. Ơi, vậy cô sẽ có như sau xem nào. Với quy tắc của by the time chúng ta có hai quy tắc như sau. By the time có thể đi với đây rồi. By the time trong quá khứ nó sẽ công thức là sau by the time cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành. Trường thứ hai đó là by the time cộng chủ ngữ cộng verb hiện tại đơn, mệnh đề còn lại chia tương lai hoàn thành. Nhớ là nó có hai cặp này thôi nhá. Nó có hai cặp này thôi. Bây giờ cô sẽ xem cho cô như sau này. Cô sẽ nghĩ đến các phương án của tương lai trước. Nhưng em nhớ cho cô là by the time vào lúc nó chính là mệnh đề trạng ngữ thời gian. Mà cô bảo với em là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian để không chia thì tương lai đơn. Nên là ý B của cô bảo đúng chưa? Bỏ mất cái phương án ý B, tức là cô đã loại trừ được cái phương án là người ta không có dùng by the time ở với ý nghĩa tương lai cho trường hợp này rồi. Thì nó sẽ chỉ co lại về công thức này thôi. Tức là sau by the time cộng chủ ngữ cộng verb quá khứ đơn, mệnh đề còn lại chia quá khứ hoàn thành, cứ theo công thức đấy mình giống thôi ạ. Sau by the time chia quá khứ đơn, chợ mệnh đề còn lại của chúng ta chia quá khứ hoàn thành thì cô sẽ có như sau. Sau by the time chia quá khứ đơn thì bỏ ý D vì nó đang chia hiện tại hoàn thành, đúng chưa? Bỏ ý C vì nó chia quá khứ hoàn thành. Vậy thì với câu số 36 cô chọn được câu này là ý A. By the time vào lúc the security guard, nhân viên bảo vệ nhận ra được cái chuyện gì đang xảy ra thì cái toán trộm đó đúng không ạ, đã làm sao đã chui vào trong, đã vào trong ngân hàng rồi. Vậy thì 36 cô chọn được câu này là ý A. Nhất trí chưa? Rồi, sau câu số 36 chuyển cô sang câu số 37. 37 cô có một cái cấu trúc như sau, bạn chép cấu trúc cho cô này. Chờ, cô sẽ có cấu trúc là pretend to do something, giả vờ làm gì. Nhớ. Cơ cấu trúc là pretend to do something, giả vờ làm gì. Chúng ta sẽ có là mặc dù anh ta giả vờ là nghe,
Listen to nghe giáo viên giảng đấy. Nhưng mà anh ta đang nghĩ về cái trận đấu bóng đá all the time suốt cái lúc đó, phải chưa? Giả vờ là đang chăm chú nghe nhưng mà thực ra là đang đang nghĩ về cái trận bóng đá. Vậy thì với câu này theo cách cách dịch của mình thôi, đúng không? Thì cô sẽ có là trong lúc giáo viên giảng đó là anh ta đang nghĩ. Vậy thì cái vế này của cô sẽ là đang xảy ra này. Đang xảy ra phải chia tiếp diễn. Đó, thì cô sẽ nghĩ được câu này chúng ta chia quá khứ tiếp diễn nhá. Được chưa? Quá khứ tiếp diễn hoặc là hiện tại tiếp diễn có hai hướng đi thôi. Đó, em nhớ chưa như rồi? Nếu như cái chỗ này của cô mà chia quá khứ tiếp diễn theo nguyên tắc về sự phối thì chỗ này mà chia quá khứ tiếp diễn thì chỗ này cô không thể chia hiện tại được, đây bỏ, đúng chưa? Tiếp này cô sẽ có như sau, cô chỉ hướng tới việc dùng tiếp diễn thì cô bỏ cả A bỏ C đi. Thì cô sẽ chỉ còn B và D thôi. Vậy B và D mà ý D lại bỏ luôn rồi thì cô sẽ chọn được câu đấy là ý B. Chợ ba bảy ý B nhất trí chưa? Ok chưa? Cô sang trang nhá. Được rồi, xong câu số 37 chuyển cho cô sang câu tiếp theo của chúng ta này. Chợ đó là với câu số 38. Chợ với câu số 38 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, đợi cô một xíu để cô sử dụng một cái cuốn sách kê ở dưới á. Rồi, cái cuốn này, cái cuốn tổng ôn này là một cái cuốn béo bự đúng không ạ? Nó rất là dày, rất là to nhá. Nhớ cái cuốn này có 7.000 câu bài tập ngữ pháp cơ. Nếu mà bạn làm hết 7.000 câu bài tập ngữ pháp này đúng không? Mà bạn học được hết những cái số video lý thuyết của cô, chắc chắn là ngữ pháp của em rất là ổn rồi nếu em cày được hết 7.000 câu này. Rồi, cô sẽ có lại với câu số 38. Chợ, với câu số 38 em sẽ có thể dùng cho cô bằng phương pháp loại trừ. Theo nguyên tắc về sự phối thì đằng trước chia hiện tại, đằng sau không chia quá khứ theo kiểu như này. Chọn ý A bỏ, cả ý B bỏ, đúng chưa? Câu dịch là anh ta kiếm được nhiều tiền đến mức mà chả biết làm gì với nó cả. Vậy thì với câu số 38 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nếu với câu số 38 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, với câu số 38 các bạn của cô sẽ chọn đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ với câu số 38 dùng cho cô bằng phương pháp loại trừ đã. Ok, nào cô sẽ có như sau này. Với cái câu số 38 này, bạn sẽ chọn đáp án cô ấy là ý gì ạ? Chợ với câu số 38 cô sẽ có là anh ta kiếm được nhiều tiền đến mức mà chợ cô sẽ có như sau này. Cái việc mà anh ta kiếm nhiều tiền đến mức mà anh ta không biết phải tiêu gì ạ. Chợ, nếu như mà dùng có hiện tại hoàn thành như này, tức là xảy ra từ trong quá khứ tới hiện tại, thì với đằng sau cô sẽ không dùng quá khứ đơn, nên là ý B của cô sai, ý D của cô sai. Thì cô sẽ có là anh ta kiếm nhiều tiền tới mức mà anh ta không biết. Thì cái hành động kiếm tiền, nếu mà xét như này về hành động kiếm tiền phải xảy ra trước cái hành động biết cơ. Nên là ý A của cô mà dùng là cặp quá khứ đơn với quá khứ hoàn thành cũng không đúng. Do đó câu số 38 cô chọn được ý C, cô ấy chia hết ở hiện tại đơn thôi, chả có vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Rồi, sau câu số 38 chuyển cô sang câu số 39. Chợ với câu số 39 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, xong câu số 38 chuyển cô sang câu 39 đi ạ. Ok, với câu số 39 này, cô sẽ có cái từ đó là từ miss. Từ này của cô có nghĩa là nhớ, trong từ nhớ ai đó, ví dụ I miss you, đúng không ạ? Tôi nhớ em. Thế cái từ miss của chúng ta còn có nghĩa là nhỡ tàu, nhỡ xe nữa. Vậy nó sẽ có nghĩa là nhỡ, đúng không ạ? Hoặc là nhỡ, nhỡ hoặc là nhỡ. Nhỡ. Vì với câu này như sau này, bạn vừa mới nhỡ cái chuyến xe buýt cuối rồi. Chứ bạn kia vẫn bảo sao? Never mind, không sao cả, tôi sẽ đi bộ. Vậy thì cô sẽ hỏi rằng là cái ý định đi bộ này có dự định từ trước không ạ? Mình không hề có chủ định từ cái việc là mình sẽ đi bộ, đúng không ạ? Mà do cái tình thế rằng là bây giờ bị nhỡ xe buýt rồi nên mình quyết định là mình sẽ đi bộ. Vậy thì cái đi bộ đấy là cái ý định được thực hiện, cái quyết định, cái dự định được thực hiện ngay tại thời điểm đó, nên cô sẽ chỉ dùng ở thì tương lai đơn mà thôi. Do đó 39 cô chọn được ý A. Ok. Sau câu số 39 chuyển cô sang câu số 40. Câu số 40 nó sẽ có một số cấu trúc sau này. Nó sẽ có cấu trúc là sau promise cộng với to verb hứa làm gì.
Dạ, chúng ta sẽ có cái cấu trúc đó là cấu trúc whole promise. Dạ, chúng ta sẽ có là whole ghép với từ promise, nghĩa là hứa hẹn là. Dạ, hứa hẹn là hoặc là có triển vọng là. Đúng không ạ? Thế mà chúng ta sẽ có từ promise cộng với to verb thì bằng với cấu trúc đó là make promise. Dạ, bằng với make promise cộng với to verb. Chết rồi, cô viết ra đây không có chỗ để nhìn rồi. Dạ, cô nhắc lại nhá. Chúng ta có cấu trúc là promise cộng với to verb bằng với cấu trúc là make promise to verb hứa làm gì. Dạ. Thế này cô sẽ còn cái cấu trúc tiếp theo của từ promise nữa. Dạ, cô viết nhỏ nhỏ ra đây nhá, đó là động từ keep hoặc là động từ break. Trợ ghép với từ promise. Nhớ cho cô là khi chúng ta học chúng ta trẻ nhỏ ra để học. Cô sẽ có như sau là keep mà ghép với từ promise là giữ lời hứa. Thì cô sẽ có từ break mà ghép với từ promise nghĩa là thất hứa. Ủa? Promise to do something thì trong trường hợp từ promise đóng vai trò động từ. Thế còn make promise to do something thì từ promise đóng vai trò là danh từ. Vậy là danh từ nó đi kết hợp từ với động từ là make. Đây chính là collocation này. Yeah. Thế cô sẽ có từ hold ghép với từ promise nghĩa là hứa hẹn là. Đó. Hoặc là có triển vọng là. Nhớ nhá mấy cái cụm này. Thế này cô sẽ có cái anh của cái cấu trúc tiếp theo. Sorry các bạn thì cô viết vào đây nó nhìn chữ nó hơi khó này. Đúng không? Nếu bạn nào có sách thì đừng có viết như cô, bạn viết ra hẳn hoi, nhưng mà thực ra cái cuốn sách này chữ nó khá là bé nên là cô chèn vào đây tức là rất là khó. Giờ để nhé, cô chọn ra cái chỗ nào đây, chọn cái chỗ đất rộng này nhá. Cô có cấu trúc như sau là cấu trúc pay somebody something a visit. Ok. Nó sẽ bằng với cấu trúc đó là cấu trúc pay a visit. Ok, to somebody something. Dạ, nhớ mấy cái trật tự đổi nó này. Nó sẽ bằng với cấu trúc là visit somebody something. Nó khác nhau đấy em nhé. Cô sẽ có công thức hai công thức ở trên này, từ visit đóng vai trò là danh từ. Thế còn từ visit ở công thức số 3 đóng vai trò là động từ. Pay somebody something a visit bằng với cấu trúc là pay a visit to somebody something. Thế còn nếu visit là động từ nó sẽ không có to đến thẳng somebody something ngay. Trở về thì với câu này cô sẽ có là plan và Claude hứa là sẽ đến thăm chúng tôi ngay khi họ ổn định ở căn hộ mới. Thì với câu này cô sẽ có như sau. Họ hứa là họ sẽ đến thăm ngay khi họ ổn định. Hành động xảy ra nối tiếp nhau. Đúng ạ. Với hành động xảy ra nối tiếp nhau thì cô sẽ có là với cái cấu trúc của Arsenal này. Xem lại cho cô này. Được. Với cái anh cấu trúc của từ Arsenal này thì cô sẽ có như sau. Đây rồi. Lúc trước cô có chiếu cho em rồi đúng không ạ? Cô sẽ có là anh Arsenal mà trong quá khứ. Nó sẽ là Arsenal cộng chủ ngữ verb quá khứ đơn. Bên kia verb quá khứ đơn. Thế hoặc là một vế nó sẽ chia là hiện tại đơn và bên kia chia tương lai đơn. Nhưng mà trong bốn đáp án này của cô này, chưa, trong bốn đáp án này cô không có đáp án là tương lai cả. Vậy thì cô sẽ tính cái trường hợp là cả hai vế của nó chia quá khứ đơn. Vậy nếu như cả hai vế của nó chia quá khứ đơn thì em sẽ ra đáp án là ý gì? Ok. Dạ, với câu này xem nào. Với câu này, vậy câu số 40 của chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Nếu theo đúng công thức như vậy thì liệu cô ra đáp án không? Ok, nào xem lại cho cô câu này xem nào. Dạ, câu số 40 cô thấy các bạn ấy chọn đáp án là ý D. Ok. Với câu này của chúng ta, thế thì câu này nó sẽ là câu biến thể rồi đúng không ạ? Nếu mà theo quy tắc như kia đấy không xông ra đáp án, vậy theo cách cách dịch vậy. Đúng không ạ? Nếu mà câu này của chúng ta theo quy tắc nó không ra đời, chúng ta sẽ chia theo kiểu cách dịch nhá. Thứ nhất là cô sẽ làm bằng phương pháp về sự phối thì này. Bây giờ không theo quy tắc thì cô sẽ theo cách dịch này. Giờ cô sẽ có như sau. Thứ nhất là theo nguyên tắc về sự phối thì không thể đằng trước hiện tại và đằng sau là chia quá khứ được. Bỏ A. Đúng chưa? Tiếp này, đằng trước của cô là hiện tại hoàn thành tiếp diễn vẫn thuộc về hiện tại. Đằng sau quá khứ tiếp diễn. Bỏ B. Ý C của cô là đằng trước là quá khứ và đằng sau là hiện tại tiếp diễn. Bỏ C. Vậy thì còn mỗi ý D mà thôi. Đúng chưa? Thì cô sẽ có như sau này. Với câu này gì là Brand và Claude đã hứa rằng, đúng không ạ? Đã hứa rằng họ sẽ đến thăm chúng tôi ngay khi họ phải ổn định xong thì mới đến thăm. Cả hai này đều chia hiện tại hoàn thành, diễn tả hành động đã xảy ra rồi. Yeah, đã xảy ra rồi. Chờ, xong câu số 40. Thế thì câu số 40 cô tính bằng bằng biến thể của cái công thức của sự phối thì và áp dụng cho cô bằng cái nguyên tắc là dịch nhé. Đó các bạn. Rồi, tiếp này. Xong câu số 40, chuyển cho cô sang câu số 41. Chờ, câu số 41 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Nào, sau câu số 40 chuyển qua sang câu số 41. Với câu số 41 các bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Sau câu số 40 chuyển qua sang câu số 41. Câu 41 thì cô sẽ thấy như sau. Cái anh Phúc này, anh ấy không ghen tị với bạn bè
mà một vài người trong số những người bạn của anh ta kiếm được nhiều tiền hơn anh ta. Vậy cô sẽ thấy là động từ sau cô chia ơn là hiện tại, đúng không ạ? Như vậy chia cô từ đa ở hiện tại. Vậy thì câu này cô chỉ chia hiện tại đơn thôi. Do đó cô chọn được câu 41 là ý C. Nhận với từ envy. Xem cho xong chưa ạ? Như vậy, câu số 41 của chúng ta với từ envy là ghen tị. Xong chưa ạ? Dạ, xong câu số 41 chuyển cho cô sang câu số 42. Với câu số 42, em sẽ căn cứ cho cô như sau này. Em sẽ căn cứ cho cô bằng từ unless là trừ khi. Đó ạ. Thế em nhớ cho cô là sau ghen này, cô về nguyên tắc này, nó sẽ không bao giờ chia phủ định. Chứ là nó sẽ là không chia ở phủ định. Nhớ, nó sẽ không chia ở phủ định. Vậy nếu nó không chia ở phủ định, xem nào. Tiếp này cô sẽ có là unless tương đương với if là điều kiện. Thì sau nó không chia tương lai nên cô sẽ bỏ ý B và bỏ ý A đi, bỏ A bỏ B. Bây giờ cô sẽ chỉ còn C và D thôi. Vậy nếu còn C thì cô sẽ thấy được là còn C và D này thì ý D cô sẽ thấy được là mệnh đề của unless chia hiện tại đơn. Mệnh đề còn lại chia tương lai đơn nó sẽ ghép bằng điều kiện loại 1, đúng không ạ? Họ sẽ không làm nó trừ khi nào họ nghĩ rằng là không còn cách nào khác. Vậy thì 42 cô chọn ý D không có vấn đề gì cả. Xong chưa xong chưa? Xong chưa xong chưa? Câu số 42 ý D nhá, không có vấn đề gì ạ. Bạn thân mến, trong quá trình mà cô cho anh chữa bài ấy ạ, cái câu nào mà em thắc mắc thì em hỏi cô luôn để cô giải đáp cho bạn nhá. Rồi, xong câu số 7, 42 chuyển câu sang câu 43 này. Người ta dùng in spite of the fact that, mặc dù, đúng không ạ? Mặc dù anh ta đã cảnh báo anh em họ nhà anh ta rồi. Chợ, nhưng mà anh kia vẫn không dừng uống. Chỗ này cô có cấu trúc là stop cộng verb in, dừng hẳn làm gì? Stop to verb dừng lại để làm gì? Thì với câu này cô sẽ có như sau, mở rộng cấu trúc ra này. Cô sẽ có cấu trúc là warn somebody against. Ok, against doing something, cảnh báo ai đó không làm gì. Nó sẽ bằng với cấu trúc là warn somebody not to do something, cảnh báo ai đó không làm gì. Thì cô sẽ có như sau, mặc dù là anh ta đã cảnh báo anh em họ nhà anh ta rồi mà hắn vẫn cứ không ngừng uống. Vậy thì với câu này cô sẽ chia, nó sẽ chỉ chia cùng thì, nói chung chia khác thì được, đúng không ạ? Vậy cô sẽ thấy ý là cô mà quá khứ đơn với hiện tại đơn là không ok rồi, được chưa? Tức là ý của cô là quá khứ đơn với quá khứ hoàn thành là không phải rồi, chia cùng thì với nhau thôi. Mặc dù là anh ta đã cảnh báo rồi mà hắn, mà cái thằng em họ nhà anh ấy vẫn không chịu ngừng uống. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được câu 43 của chúng ta là ý B, cùng chia quá khứ đơn hết, xong chưa? Rồi, sau câu số 43 chuyển cô sang câu 44 với từ xin. Chúng ta có quy tắc như sau, đó là trước xin chia hiện tại hoàn thành, sau xin chia quá khứ đơn. Cái câu này năm nay thi vào trong đề thi của chúng ta có này, đúng không? Cái dạng câu này năm nay trong đề thi của chúng ta có này. Nhờ các anh chị 2K2 vừa thi về kiểu dạng câu như này. Trước xin chuyện tạo thành, sau xin chia quá khứ đơn. Vậy thì khoanh được mỗi ý A hợp lý thôi. À sorry, không phải ý A, nhầm. Ý C chứ, đúng không? Ý A cô là quá khứ hoàn thành không được, hiện tại hoàn thành cơ, đúng không? Nhưng mà sau xin chia quá khứ đơn thì ý B của cô lại sai. Ý B của cô đã đảm bảo trước hiện tại thành nhưng mà sau lại vẫn hiện tại thành thì sai. Ý D của cô hai vế chia quá khứ đơn hết cũng sai. Vậy thì câu 44 cô chọn ý C. Tại sao người ta không dùng hiện tại hoàn thành mà lại dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn? Em nhớ cho cô là trong tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành với hiện tại hoàn thành tiếp diễn là giống nhau, nhá, là giống nhau, về cơ bản giống nhau. Nhưng mà hiện tại hoàn thành thì nhấn mạnh về kết quả của hành động. Thế còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì nhấn mạnh về quá trình của hành động. Nên là câu này chúng ta hoàn toàn có thể dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn được, đúng không? Nhấn mạnh cái quá trình học tiếng Pháp của cô ta. Xong chưa? Xong chưa? Vậy thì với câu 44 của chúng ta phải là ý C. Nhất trí không ạ? Ok, bài hôm nay của chúng ta nếu so với bài hôm trước thì bài hôm nay của mình nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Xong chưa ạ? Rồi, xong câu số 44 chuyển cô sang câu số 45 này. Với câu số 45 các bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Xong câu số 44 chuyển cô sang câu số 45 đi ạ. Với câu số 45 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Henry thì đang làm gì đấy? Đang packing. Chợ, đang đóng gói hành lý vali. Cái anh tên là Henry thì anh đang đóng gói hành lý vali. Trong khi đó, why? Why có hai cách dùng.
dùng để diễn tả hành động xảy ra song song đồng thời với nhau. Chứ dùng để diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào, đấy là xem sự phối thì. Ngoài ra, Y còn diễn tả sự so sánh tương phản nữa. Ví dụ, trong khi tôi thích màu đen thì cô ấy lại thích màu trắng. Ví dụ vậy. Thì cô sẽ có câu này như sau: trong khi anh Henry đang đóng gói hành lý thì vợ của anh ta đang dọn phòng. Hai hành động này xảy ra song song đồng thời với nhau. Về đằng trước người ta chia quá khứ tiếp diễn là were packing. Đằng sau cô sẽ were chia là were tidying. Đây là câu 45 cô chọn được ý A. Sao chưa sao chưa? Rồi, sau câu số 45 chị cô sang câu số 46. Với câu số 46 bạn đã làm được câu này ạ. Ok. Sau câu số 45 chị cô sang câu số 46 ạ. Với câu số 46 bạn đã làm cho cô được câu này ạ. Ok, với câu số 46 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu số 46 của cô cẩn thận không bị lừa nhé. Đúng không ạ? Nào, với câu số 46 các bạn của cô chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, câu số 46 bạn an tâm chọn đáp án là ý B. Rồi, một đáp án. Anh Phùng Vĩnh Hưng đâu rồi? Ok, câu số 46 bạn Vũ Lương Lê chọn đáp án là ý A. Ok, câu số 6 bạn Tô Quý, học sinh nhóm từ vựng đọc hiểu 3 chọn B. Anh Phùng Vĩnh Hưng còn ở đây không ạ? Ok, câu số 46 Tú Nguyễn chọn ý A. Rồi. Câu số 46 các bạn ấy chọn đáp án là A hoặc B. Có bạn nào chọn đáp án khác A và hoặc B không ạ? Ok, câu số 6 Minh Huyền chọn ý D, Dư Châu Châu chọn ý D. Ok. Với câu số 46 Nhung Hoa chọn ý B. Anh Phùng Vĩnh Hưng của cô đâu rồi ạ? Ok, anh Phùng Vĩnh Hưng ở Bến Tre đúng không ạ? Nếu cô nhớ không nhầm là anh Phùng Vĩnh Hưng ở Bến Tre. Ok nào. Với câu số 46, ok. Cô chữa nhá. Với câu số 46 căn cứ bằng for là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Nhất trí chưa? Nhưng mà vế đằng sau của cô became là quá khứ. Nên thì cô đã bảo với em là về nguyên tắc của sự phối thì này, nếu nó có quá khứ, nó có là dấu hiệu của hiện tại thành nhá. Nhưng vế đằng sau của nó là quá khứ thì không thể chia hiện tại thành được, phải dùng quá khứ hoàn thành cơ. Nên là A và B của cô đều không thỏa mãn. Nhớ A và B của cô đều không thỏa mãn này. Thế này cô sẽ có là có for là thì hoàn thành, thì không chọn C được, C là tiếp diễn. Thì quá khứ tiếp diễn là chỉ diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định nào đấy trong quá khứ thôi. Chứ không thể nó kéo dài trong 75 ngày được cả, đúng không? Nên ý C của cô sai. Do đó bằng phương pháp đại trừ thì 46 cô chọn ý D nhá. Có rất nhiều bạn sẽ hỏi cô là tại sao câu này lại chọn ý D. Giả dụ nhá, nếu như câu này của cô có quá khứ hoàn thành thì cô sẽ khoanh quá khứ hoàn thành nhá. Chứ không thể là vì không có quá khứ hoàn thành mà mình khoanh tạm hiện tại hoàn thành được. Nhớ là quá khứ hoàn thành và hiện tại này là khác nhau. Nhưng với câu này có thể dùng ý D để diễn tả nó như một câu kể. Câu kể là sao? Christina đã làm y tá trong khoảng 7 năm rồi sau đó cô ta làm giáo viên. Tất cả hành động đấy xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi. Như một phép kể, đúng không? Như một câu kể, người ta chia tất cả quá khứ đơn hết. Vì hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi. Nên 46 có thể chấp nhận đáp án ý D nhá. Cẩn thận sai câu này, đúng không ạ? Rồi, sau câu số 46, chuyện cô sang câu số 47. Trở với câu số 47, cô sẽ có động từ lives của cô chia hiện tại đơn. Động từ lives, chia hiện tại đơn, đúng không? Thì với cái động từ mà chia hiện tại đơn như này thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Dùng nguyên tắc về sự phối thì làm cho cơ câu này. Rồi, chưa? Nào, vậy với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Thì cô sẽ có như sau nhá. Theo cái nguyên tắc về sự phối thì. Rồi, chưa? Với là theo nguyên tắc về sự phối thì cô sẽ có là anh này mà chia hiện tại đơn thì vế đằng sau cô không chia quá khứ đơn được, bỏ ý A, đúng chưa? Thế này cô sẽ có là không dùng thì hiện tại tiếp diễn ở đây được. Mặc dù là anh ta sống ở Tokyo mà anh ta chưa bao giờ đến 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 cung điện hoàng gia. Vậy C của cô cũng không đúng được, đúng chưa? Nhưng nhá, nếu anh này là hiện tại đơn thì đằng sau nó không thể quá khứ hoàn thành được. Đúng không? Cô đã từng vẽ cho bạn cái trục sơ đồ thời gian rồi, không thể chia như thế được. Quá khứ hoàn thành là gì ạ? Là phải diễn tả cái hành động xảy ra xong trước một hành động khác trong quá khứ mà. Câu này của cô làm gì có dấu hiệu quá khứ đâu mà so, đúng không? Nên ý D của cô sai. Do đó cô chọn ý B. Ý B người ta dùng kết hợp từ của trạng từ never cộng với thì hiện tại thành để diễn tả trải nghiệm. Mặc dù sống ở Tokyo đấy mà chưa bao giờ đến thăm cái cung điện kia cả. Nên 47 chọn B, câu này không có vấn đề gì cả. Ok chưa?
Rồi, sau câu số 47 chị cô sang câu số 48. Dạ, với câu số 48 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chị, nào sau câu số 47 chị cô sang câu số 48 đi ạ. Với câu số 48 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, với câu 48 cô đã có như sau này. Cô căn cứ bằng before. Cô căn cứ bằng động từ new là quá khứ. Vậy cô đã có là nếu như có một vế của before mà chia quá khứ đơn. Được chưa, được chưa? Nào nếu như có một vế của before mà chia quá khứ đơn. Dạ. Nếu có một vế của before mà chia quá khứ đơn thì vế còn lại của before sẽ chia quá khứ hoàn thành. Do đó cô sẽ có như sau. Cô bỏ A, bỏ B, cô chỉ cần C và D. Dạ, cả C và D này. C của cô là quá khứ hoàn thành và D là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Trước khi chúng tôi biết chuyện gì xảy ra thì cái mái nhà đổ sụp xuống rồi. Vì cô sẽ có là mái nhà đổ sụp xuống, nó đổ rến rầm một cái xuống chứ nó không phải xảy ra trong một quá trình gì cả. Nhưng là với câu này cô sẽ dùng quá khứ hoàn thành thay vì dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Nếu dùng quá khứ hoàn thành với tiếp diễn phải nhấn mạnh quá trình thì mới dùng. Đúng không ạ? Nên 48 cô chọn được ý C, nhớ nhé. Rồi, sau câu số 48 chuyển cho cô sang câu số 49. Nào, với câu số 49 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, sau câu số 48 chuyển cô sang câu số 49 đi ạ. Thì với câu số 49 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, chúng ta sẽ có như sau này. Vậy họ, đúng ạ, họ đã không nhận ra được, đúng ạ, rồi là cãi vã. Những cái cuộc cãi vã giữa bố mẹ đấy, giữa hai bố vợ chồng đấy. Chứ họ đã không nhận ra được cái cuộc cãi vã giữa bố mẹ đấy lại ảnh hưởng sâu sắc tới con cái như thế nào. How deeply, đúng ạ, affected, ảnh hưởng. Vậy thì với câu này bạn sẽ chia được như nào đây ạ? Về nguyên tắc thì không có sự phối thì giữa hiện tại với quá khứ như này. Vì hành động này của cô xảy ra cùng thì. Đó ạ, cùng thì nhá. Vậy thì cô sẽ bỏ ý C, được chưa? Tiếp này. Cô sẽ có như sau là không thể chia phối thì tương lai đơn với quá khứ hoàn thành được. Bỏ D. Nhớ. Nếu như vế trước mà chia quá khứ thì vế sau không thể chia tại được. Ít nhất là vế trước quá khứ, vế sau phải lùi thì xuống cùng quá khứ cơ. Lên B sai. Do đó cô chọn được câu số 49 của chúng ta là ý A. Tại sao chúng ta lại chọn ý A? Họ đã không nhận ra được những cái, đúng không, những cái cuộc cãi vã giữa họ đấy lại ảnh hưởng đến con cái như nào. Như là cái cuộc cãi vã giữa họ đấy đã ảnh hưởng đến con cái rồi nhưng mà họ không nhận ra điều đó. Với cái hành động tác động ảnh hưởng này xảy ra trước cái hành động nhận ra kia. Hoặc chúng ta có thể suy ra được là vế đằng trước là quá khứ, vế đằng sau chúng ta phải lùi thì. Nên 49 cô chọn được ý A. Chờ, xong câu số 49 chuyển cô sang câu số 50. Nào với câu số 50 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok, sau câu đấy chuyển cô sang câu số 50 đi ạ. Với câu số 50 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Cô sẽ có là những cái statistics, những cái thống kê này, đúng không ạ? Cho thấy rằng life expectancy, tuổi thọ trung bình là làm sao đây ạ? Là có dài hơn đáng kể. Nhớ gì là những thống kê cho thấy rằng tuổi thọ trung bình dài hơn đáng kể ở những cái vùng khí hậu lạnh hơn là ở những vùng khí hậu ấm. Vậy thì cô này sẽ có là cái này của cô nó mang tính chất là những cái kết quả nghiên cứu đúng không? Mà công bố thì người ta sẽ dùng hiện tại chứ không dùng quá khứ nhé. Vậy thì cô sẽ có như sau này. Tuổi thọ ở những cái vùng khí hậu lạnh thì sẽ dài hơn, đúng không? Sẽ gọi là sẽ cao hơn so với khí hậu ở vùng ấm. Vậy cái này nó sẽ là kết quả của nghiên cứu và nó sẽ được chứng minh là có tính thực tế, có tính là có một cái kết quả tất yếu đúng không ạ? Thì cô sẽ xác định là câu này cô sẽ chia hiện tại đơn hết. Nếu chia hiện tại đơn hết thì cô bỏ ý C. Cô bỏ ý A, đúng không ạ? Cứ dính quá khứ vào là cô bỏ. Vậy thì cô sẽ chỉ còn mỗi câu 50 là ý B mà thôi. Rồi nhá, chia hết cho cô hiện tại câu 50 ý B. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn xong bài hôm nay của chúng ta. Cuối giờ cô muốn hỏi các bạn một xíu là sau hai buổi hỗ trợ các bạn về sự phối thì thực ra thì cô hỗ trợ các bạn thực ra là không thể hỗ trợ hết cho các bạn ở toàn bộ những bài trong cuốn sách này được bởi vì nó có những 7.000 câu cơ mà mỗi buổi chúng ta chữa được khoảng 20 đến 25 câu đúng không ạ, nên là cô chỉ hỗ trợ mang tính chất định hướng cho các bạn về phương pháp học và cách làm bài mà thôi. Thì cô muốn hỏi các bạn là sau hai buổi học các bạn đã thấy phần này ổn chưa, các bạn có cần học thêm một buổi nữa không ạ? À, nếu như các bạn cảm thấy ổn rồi thì tuần sau chúng ta cô sẽ chọn chủ đề và nhắc cho bạn. Thế còn nếu các bạn cảm thấy chưa ổn thì chúng ta tuần sau cô sẽ xếp lịch học tiếp ạ. Ok, các bạn thân mến, các bạn thấy ổn chưa? Có cần học tiếp chuyên đề là tuần sau không ạ?
Chưa, làm gì mà đã đi ngủ sớm thế? Cô đang hỏi là các bạn thấy phần này ổn chưa? Cô chuyển sang chuyên đề khác được chưa ạ? Ok. Các bạn có cần phải thêm buổi nữa không ạ? Toàn em cảm ơn chào cô thôi à? Ý là chỉ mong đến giờ phút này là để được đi ngủ thôi đúng không ạ? Có cần học thêm một buổi về chuyên đề này nữa không hay là học sang phần khác ạ? Chưa, nếu mà ổn rồi. Chưa. Bạn Nguyễn Phương thân mến, em có thể vào trong YouTube của cô nhé. Ở trong YouTube của cô thì cô xếp thành những cái album riêng. Thì em kéo xong cái cho cái mục mà playlist đấy. Thì em kéo cho cô vào cái mục mà cô ghi chữ lấy gốc tiếng Anh ạ. Trong cái phần mục lấy gốc tiếng Anh đấy cô có video hướng dẫn học từng thì một. Chưa, em học hết cho cô số video đấy. Nhá. Yeah. Có cần học tiếp phần này nữa không ạ? Thêm một buổi nữa cũng được à? Tuần sau mình có hai buổi với sách 3.000 rồi. Nhớ họ tiếp à? Rồi, những bạn kia đi ngủ hết rồi. Còn mỗi mấy bạn ở lại thì bảo học tiếp. Rồi, buổi nữa Lê Thanh Tuyền muốn học buổi nữa. Rồi, thế tuần sau cô sẽ xét cho một buổi nữa nhá. Chợ, buổi nữa thì cô sẽ là... Rồi, buổi sau cô sẽ... Phần nội dung này dễ thì cô sẽ không nhắc nội dung bài trước và chúng ta sẽ học bài gì. Bạn chỉ biết rằng là tuần sau chúng ta sẽ có một buổi học, được không ạ? Được chưa, được chưa? Thêm đặc sản à? Thích học thêm đặc sản nhưng mà đến lúc cô dạy đặc sản thì có học đâu đúng không ạ? Rồi ok các thân mến, vậy là thứ ba tuần sau nhỉ, cô Trang Anh sẽ thêm một buổi về sự phối thi nữa nhé. Ok, tạm biệt các bạn. Bạn nhớ là tối mai chúng ta thi thử vào lúc 21:30 nhé.